Vâng, xin kính chào toàn thể mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, ngày hôm nay thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để tiếp tục lên sóng báo giá review cho các bạn một số những cái dòng xe ở đây. Thì hôm nay thì bên em cũng giảm giá một số cái đầu xe. Em sẽ báo giá trực tiếp trên những cái đầu xe đấy nhé các bạn nhé. Và những con giảm 10 triệu, con giảm 5-7 triệu thì em cũng báo luôn trên cái giá đấy luôn. Cái vị trí các bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua hai số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Không làm mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đi báo giá luôn cho mọi người. Vâng, đầu tiên đây sẽ là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.0, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, đang đeo biển 15A16772, sơn si màu trắng nguyên bản. Con này thì sơn si thì xước sát thì về em đã tỉa toát lại rồi. Này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, nên là bản thiếu đã lưng kịch rồi từ màn hình nà răng. Cái xe này hiện tại bên em đang bán là 198 triệu đồng. 198 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Hyundai Grand i10 2014 phiên bản số sàn máy 1.0. Một chiếc xe bản thiếu các bạn nhé, xe rất là đẹp và cứng xe. Trang bị thống khóa khiển, khóa kiếc, màn hình nà răng, rất là ok cho mọi người. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Daihatsu Zeti CDX sản xuất năm 2010, phiên bản số tự động máy 1.6, biển 15A44461, sơn si màu bạc. Con này thì khá là đẹp và em vẫn đang để đi đây. Vị trí các bạn nào quan tâm về dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, đây là một mẫu xe rất là lành, một mẫu xe chất lượng và chạy rất là êm ái, vận hành rất trơn tru. Xe được trang bị hệ thống 8 túi khí, nguyên bản theo xe, nội thất ghế da nguyên bản. Hệ thống đầu đài nghe rất là hay. Đấy. Đời 2010. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có 248 triệu thôi. 248 triệu các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Lazetti CDX sản xuất năm 2010. Phiên bản số sàn, trang bị động cơ là phiên bản số tự động, trang bị động cơ 1.6. Bản đủ cửa lóc đèn lẩu như các bạn nhé. Đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2022. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn máy 1.8 bản G, một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là giá 275 triệu đồng. 275 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Corolla Altis 2008, phiên bản số sàn, biển rất đẹp, 92A11457. Và trong cửa hàng đây thì còn một số những cái dòng xe. Đấy, tất cả những cái giá đây thì em đã giảm rồi nhé các bạn nhé. Các bạn có thể là theo dõi từ video trước sang video này thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy được cái giá giảm bên em. Tiếp theo chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán là 160 triệu đồng. 160 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Toyota Vios G 2006, số sàn 1.5, biển 99A03988, sơn si màu trắng rất là đẹp. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là 160 triệu đồng. Đấy, vị trí các bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Một chiếc Vios G 2006 biển 99 rất đẹp luôn, màu trắng. Đấy, đăng kiểm dài đến tháng 7 năm 2021, xe rất là đẹp, sơn màu trắng rất là ok cho mọi người nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.0, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản đủ, biển 19A23112, sơn si màu bạc. Xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Grand i10, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản đủ, được trang bị đang đúc, túi khí ABS đầy đủ hết các bạn nhé. Rất đẹp cho mọi người. Chỉ với 238 triệu đồng thôi các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daihatsu Matiz sản xuất năm 2000. Daihatsu Matiz này thì sản xuất năm 2007, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản số tự động máy 0.8, biển Hải Phòng, 15A67700, sơn si màu bạc. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán chỉ còn có 135 triệu thôi. 135 triệu. Đấy, đang bán 145 triệu, giờ bán 135 triệu cho anh em nào thích thì anh em nào aco oco. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc i10, con này thì cũng là bản thiếu taxi ra, nhưng mà xe rất là đẹp và cứng đanh. Xe thì cam kết cho các bạn không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước, xe rất là ok cho mọi người. Giá tiền bây giờ đang bán là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Grand i10 2000
15 phiên bản số sàn máy 1.0 xe nhập khẩu, rất đẹp, trang bị cả màn hình DVD và cam nhôi, âm thanh hay, biển Hải Phòng màu trắng xịn, đăng kiểm dài đến tháng 5 năm 2021. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc i10 đời 2014 phiên bản số sàn, bản đủ xe gia đình. Con này thì trước đây nó qua dịch vụ rồi các bạn nhé. Màu trắng xịn, bản đổ máy 1.0, đăng kiểm dài đến tháng 8 năm 2022. Hiện tại giá tiền bên em đang bán là 235 triệu. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Hyundai Grand i10 2014 bản đổ số sàn 1.0. Ở bên cạnh đây cũng là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014 bản đổ số sàn 1.0, biển Hải Phòng, tên tư nhân, đăng kiểm dài tháng 8 năm 2022. Màn hình đầy đủ, giá tiền bây giờ bên em đang bán là 240 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Wigo sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Indonesia, biển 12A10570, sơ si màu đen, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển Lạng Sơn, với giá tiền bây giờ bên em bán chỉ còn có 280 triệu đồng thôi. Một chiếc Wigo số sàn, một chủ từ đầu, xe rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản e xịn, biển 93A09481, sơn si màu bạc. Con này là bản e xịn, trang bị phanh ABS, túi khí la đăng đúc, giá tiền bây giờ bên em đang bán là 200 triệu các bạn nhé, 200 triệu cho một chiếc Vios 2008 bản e xịn máy 1.5. đây là một chiếc xe Toyota Vios 2011 bản e xịn này, một chiếc Toyota Vios 2011 phiên bản số sàn, bản e xịn, tư nhân chính chủ, biển Hà Thái Bình, 17A10195, sơn si màu đen. Giá tiền bây giờ bên em đang bán chỉ còn có 255 triệu đồng. Chiếc xe này thì cũng mới về luôn nhé các bạn nhé, chỉ rửa qua nước lã là bán thôi. Bản e xịn 255 triệu đồng cho một chiếc Vios 2011. Anh em nào thích cái màu đen thì có màu đen, màu bạc thì em cũng có màu bạc luôn nhé các bạn nhé. 255 triệu, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Vios E như thế này, xe rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Corolla Altis sản xuất năm Corolla G sản xuất năm 2001 phiên bản số sàn máy 1.3. con này thì về tập lái tập liếc là rất là ok. Giá tiền thì bây giờ em bán 90 triệu, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Corolla G 2001 máy 1.3, biển Hà Nội, màu trắng. Nói chung là về tránh mưa tránh nắng, tập lái tập nước vài chục triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.8, tư nhân chính chủ, biển Thanh Hóa, màu đen, số sàn. Con này giờ chỉ còn có 265 triệu, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Civic 2008 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.8 các bạn nhé. Bên cạnh đây là một chiếc Chevrolet Aveo màu đồng. Với chiếc Aveo này thì sản xuất năm 2015 phiên bản số sàn, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển 99A09944, sơn si màu đồng. Giá tiền bây giờ bán chỉ còn có 238 triệu, các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe Chevrolet Aveo 2015 phiên bản số sàn, 238 triệu đồng. Ở bên kia là chiếc Civic 2008 còn có 265 triệu. Bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2011 bản e xịn, biển Quảng Ninh, vâng, con này màu bạc, con kia màu đen. Con này hiện tại bên em bán có 255 triệu thôi, biển 14A02672, 255 triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Mazda Plem, Mazda 323 sản xuất năm 2003 phiên bản số sàn, máy 1.6. Con này thì bây giờ em bán có 133 triệu. Đấy, biển 38A07787, sơ si màu đen, 133 triệu. Các bạn nhé, một chiếc Mazda Classic bản đủ túi khí, máy 1.6, xe rất là đẹp và ok cho mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Honda Civic, con này thì cũng mới về, đời 2008, đăng ký lần đầu 2009, số sàn máy 1.8 các bạn nhé, biển 29A70475, sơ si màu đen.
Với chiếc xe này bên em đang bán là 265 triệu, 265 triệu các bạn nhé. Mới về xong, một chiếc máy đang nổ đây các bạn này, một chiếc Civic 2008 khá đẹp cho mọi người. Số sàn máy 1.8 các bạn nhé, 4 bánh đa đang đúc. Đấy, rất đẹp, đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2021. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Jolly, một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2006, phiên bản số sàn máy 2.0. Con này thì 7 chỗ ngồi, xe rất là đẹp, tư nhân chính chủ, bản đủ mắt xích, lốp treo, đèn cột, máy turbo. Giá tiền bây giờ còn 150 triệu, 150 triệu các bạn đã sở hữu một chiếc Mitsubishi Jolly như thế này, khá là ok cho mọi người nhé. Bản đủ đấy các bạn ạ, 2.0, một mẫu xe gia đình, biển Hà Nội. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2006, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, xe gia đình biển 15A32352, sơ si màu bạc. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 250 triệu đồng, 250 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Innova 2006, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng luôn các bạn nhé. Bản G xe rất là đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota JGL sản xuất năm 2005, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.8. Đây là bản GL, bản đủ của dòng dây này nhé các bạn nhé. Con này thì hiện tại bây giờ bán có 185 triệu thôi, 185 triệu các bạn đã sở hữu một chiếc JGL rất là đẹp như thế này. Đấy, một mẫu xe dây đẳng cấp một thời luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. Bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Innova bản E đời 2016, phiên bản số sàn, form mới, máy 2.0, biển Hải Phòng. Con này trang bị động cơ máy Eco rất là đẹp. Với giá tiền hiện tại video đang chào bán chiếc xe này là 522 triệu, 522 triệu các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Innova 2016, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản E. Chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán chỉ có 522 triệu thôi. Đấy, biển 15A28004, sơn si màu xám ghi lông chuột, xe rất là đẹp. Bãi nhà em thì đang hết xe rồi, quý vị chị các bạn nào đang có nhu cầu mua xe thì có thể là alo trực tiếp cho em sẽ đến từng nhà quý vị chị các bạn mua, và mua nhanh, mua gọn, mua cao luôn nhé các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Innova 2006, phiên bản số sàn, bản G xịn, màu đen, biển 36, Thanh Hóa. Con này thì máy 2.0, con này thì cũng lên cái form 209 rồi, bản G xe gia đình. Đấy, biển 36A39346, sơn si màu đen các bạn nhé. Một chiếc xe bản G khá là đẹp cho mọi người, màu đen, form mới, 209, với giá tiền là 250 triệu đồng. Quý vị chị các bạn đã quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Vâng, 250 triệu các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc xe Innova 2006 bản G. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Chevrolet Vivante. Với chiếc Chevrolet Vivante này thì sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản đủ xe gia đình, 7 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, 29A08623. Đây là một trong những cái dòng xe 7 chỗ giá rất rẻ, đã rẻ thì nay lại còn rẻ hơn nhé các bạn nhé. Đấy. Đó. Giá tiền bây giờ chiếc xe này thì hiện tại bây giờ bán chỉ có 165 triệu thôi, 165 triệu cho một chiếc Chevrolet Vivante 2007, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản đủ xe gia đình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Mazda Plymouth sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, trang bị động cơ 1.8. Chiếc xe này thì đời 2003, số tự động, biển Hòa Bình, màu đỏ. Giá tiền bây giờ bán có 158 triệu, 158 triệu các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc xe Mazda 7 chỗ số tự động, rất là rẻ và đẹp như này. Đấy. Bên trên đây là một chiếc Innova 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng luôn các bạn nhé. Vâng, xe rất là đẹp luôn này. Bản G xịn, xe gia đình, chân đỉnh nguyên bản này các bạn nhé. Đấy, form mới rồi, 2010. Giá tiền hiện tại bây giờ bên em đang bán là 300 triệu đồng, 300 triệu đồng cho các bạn này. Xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng luôn, 300 các bạn nhé. Chỉ với 300 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc xe Innova 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe tải thùng kín, thương hiệu của Suzuki.
Suzuki các bạn nhé. Tải trọng của chiếc xe thùng là 600 kg, đời 2016, đăng ký lần đầu 2017, số sàn máy 1.6, giá tiền là 240 triệu đồng. Đấy, 240 triệu đồng các bạn nhé. Rất là đẹp, một chiếc Suzuki rất ok cho mọi người. Sang bên đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe khá là hợp lý và giá rất rẻ. Đó là một chiếc xe Hyundai Venue sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn máy 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe đang đeo biển 15A16472, sơn xi màu bạc. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 140 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho mọi người, 140 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Hyundai Venue. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sedan 2 đầu, máy 1.4, màn hình đầy đủ, đăng kiểm dài đến tháng 8 năm 2021. Xe rất là đẹp. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2020. Toyota Vios sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.3, biển 60A76889, sơn xi màu trắng. Con này thì máy 1.3 bản Z, lưng kịch từ lẹp bô lẹp biếc, rồi là la răng la riếc, rồi là lốc riếc, đầy đủ màn hình đầu đài, không thiếu cái gì. 290 triệu đồng, 290 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe như thế này thì khá là đẹp và chắc chắn, rất là ok cho mọi người. 290 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc xe Toyota Vios 2014, phiên bản số sàn bản Z. Bên cạnh đây là một chiếc xe này thì cũng mới về đây, đó là một chiếc Lazetti 2010. Con này thì hiện tại bên em đang chào bán là 169 triệu cho một chiếc Daewoo Lazetti 2010, số sàn máy 1.6, xe nhập là xe gì? Sản xuất tại Việt Nam các bạn nhé, xe rất là đẹp luôn. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2012, bản E xịn, một mẫu xe gia đình tư nhân, không khoa đục, không taxi dịch vụ, biển 48A00408, sơn xi màu bạc. Chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý, chỉ có 280 triệu đồng thôi. Một mẫu xe gia đình các bạn nhé, đời 2012, bản E xịn form 2013. Xe rất là đẹp và chắc chắn, cửa đóng rất nhẹ. 280 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn máy 1.8 bản G, biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Con này hiện tại bên em đang bán 190 triệu đồng. 190 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. 190 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc xe Corolla Altis 1.8G xịn. Đấy, xe gia đình. Xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Máy 1.8 chạy gấp hẳn so với lại những cái dòng Vios 2008 và 9 limo ra, mà giá chỉ có 190 triệu đồng thôi, ngang ngửa bên limo. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu qua cho mọi người về một loạt những cái dòng xe bên em. Vị trí các bạn nào quan tâm về một loạt những dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863, em ghi trên màn hình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.